Hello, xin chào các bạn, mời các bạn ăn trưa với Mary ha. Ở đây thì mình lại có gạo ủ muối các bạn ơi, mình bị kiêng gà mất rồi. Ở đây thì mình sẽ ăn chung với lại bánh gai nè. Mình kêu là bánh lá gai, các bạn kêu là không phải bánh lá gai mà là bánh gai thôi. Bữa nay mình thay đổi chút xíu các bạn ơi, mình không muốn các bạn thấy hết giống như là nhà của mình. Nên thành ra là mình sẽ để cái miếng này và mình cảm thấy là nó nhìn rõ hơn các bạn ơi, giống như là nó không có bị ở đằng sau nó bị chi phối. Với lại mình có kiến đằng sau, mình làm video ở đây là mình không có sống ảo được, các bạn thấy hết ở đằng sau. Mời các bạn nha. Đây thì mình có thêm miếng salad nè. Mà không có chỗ để. Mình sẽ ăn miếng bánh gai trước nha. Mà nóng quá các bạn ơi, các bạn kêu là ăn nguội nên thành ra mình thôi mình ăn gà trước nha, kêu là đợi nó nguội nó sẽ không có bị chín mà các bạn. Cái da của nó đã thơm thơm. Riêng về gà ủ muối không? Mình mê ăn gà của nó không? Wow, cái da của nó đã thì không? Cứng quá. Nó thơm mà. Cho mình nên là vừa ớt xanh vừa ớt đỏ nên là đang nhìn nó kiểu xanh không ra xanh mà đỏ cũng không ra đỏ. Vâng. Sáng nay mấy mẹ con dậy trễ.
Tinh cân của nó. Cuối tuần mình tắt cái alarm. Yêu thích mà mình muốn ăn da. Nên thành ra bữa nay alarm không kêu các bạn. Thay mẹ đánh thức mình kêu mẹ ơi mình trễ rồi. Nó thành ra bữa nay hai đứa đi học trễ. Thầy giáo mới vô phòng hỏi là kiểu như là lý do tại sao kiểu đi trễ, với lại tại giờ lúc mà nó phone á khi nào đã vô trường rồi nhưng mà họ không biết, nên là họ phone kiểu như là lý do gì để mà có gì là một hồi nếu mà nó đi học á, mình cũng nói là tại tao quên mở báo thức nên thành ra là tao dụ vậy vậy trễ rồi đó, mình nói thẳng rồi đó. Ok, hiểu rồi. Hôm nay là lâu lâu chuyện đó cũng xảy ra. Nhưng mà bình thường họ sẽ không có hỏi lý do đâu các bạn. Nhưng mà họ nghĩ là mình giống như là khi này vẫn còn ở ngoài á, nên thành ra họ hỏi lý do ví dụ như là đi bác sĩ hoặc bị bệnh này kia, nhất là bị bệnh này kia á, là họ cần phải biết có nhiều bệnh á, họ không có cho mấy đứa nhỏ vô đi học các bạn à, sợ lây. Bên đâu nè. Rau ngọt lắm. Cái này hợp rồi. Lên quần cho thèm ăn bánh này. Thể làm theo các bạn chỉ nè. Bây giờ là làm nhiều video cái là cũng có kinh nghiệm ha. Các bạn kêu ăn bánh ít là phải xé lá vậy nè, là nó không có bị dính. Đúng chưa các bạn? Cái này mình cảm giác giống như là ăn mochi á, ngon hơn nhiều. Gạo xanh mình không biết là mình đã thông báo bên này chưa, mình có nhận thêm một em mèo. Này giống như là bữa cơm của mình luôn.
rất là ngon mà. Cái này kêu thôi mình ăn nó chịu với bạn, nhưng mà để một hồi mình sẽ gỡ hết cái này ra xong rồi nói với nó cái này là mochi, chắc là nó sẽ ăn. Con mèo nhà mình tên là mochi. Cái này sao dính vậy trời. Giống như là mochi nhưng mà mình thấy là ngon hơn mochi nhiều. Con mèo nhà mình vui lắm, giống như là đang hẹn hò lắm. Lúc đầu á, lúc mà mới nhận về á, chơi về nó đi theo hoài à. Xem mua gì. Làm mua chi mệt luôn, mua chi phải trốn cho nó. Trốn chơi vì nhưng mà bây giờ chơi vì theo môi chỉ theo chơi vì phải là người chạy trốn tiếp. Chị ngon á. Mở đây nè. Mở chưa, qua đây con. Qua đây. Nó chưa hiểu tiếng người. Chưa hiểu tiếng người rồi. Nó còn chưa biết tên nó là Mochi luôn. Kêu có thèm nghe đâu. Ở đây. Yên tâm. Cái da là ngon lắm. Rồi các bạn ơi, mình sẽ dừng video này nha. Mình không muốn làm video nó dài quá coi nó chán. Bây giờ thì cảm ơn các bạn. Cái này mình mới vừa ráp xong các bạn ơi, nên thành ra là nó chưa có đẹp đâu. Sáng giờ là mình ngồi ủi ủi bằng cái máy giống như là steam á,
đó, mình ủi cho nó thẳng cho nó đẹp tại vì nó xếp á, nên là chưa có xong đâu. Bây giờ là giống như là video đầu tiên để mà review cái màn đằng sau. Và các bạn mình sẽ dừng video đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hẹn gặp các bạn trong video tới. Bye.